Hello mọi người, tôi là Vinh, sau đây mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái đầu chuyển từ lục giác sang đầu kẹp mũi khoan của Makita giá rất là rẻ Ủa, Không rẻ lắm, 733 ngàn, tưởng nó rẻ Ai nhà nó còn mắc hơn hàng của hãng Sunflash nữa Nhưng đây là một cái đầu đầu kẹp cứng nha anh em Mã của nó là 192173-4 của Makita à, Mình sẽ xem của nó có con cái gì nào mà nó mắc như vậy Đây Wow, đúng rồi mắc phải rồi anh em thấy đây là một cái đầu gọi là còng kẹp cứng tức này là sử dụng chui lục giác nhưng mà cái đầu này là đầu kẹp cứng tức này là vặn khóa như thế này nha bên mình bán thì những cái đầu của hãng sinh flash thì đào dạng kẹp nhanh thì giá nó sẽ rẻ hơn nói chung là không rẻ hơn bảy tám trăm ngàn một cái ờ chín trăm ngàn à, mắc hơn à, còn hàng của makita này thì nó rẻ hơn cái dòng này là anh em chuyên dùng để kẹp những cái mũi khoan sắt à, mũi khoan sắt thì hoặc là anh em kẹp cái gì mà anh em cần độ cứng cáp thì anh mua cái mua cái cái bộ kiểu như thế này còn cái bộ mà kiểu kẹp vặn tay thì anh em sẽ khoan nó nhẹ hơn Cái dòng này anh em phải sử dụng chung với dòng máy có búa luôn Đó, máy khoan mà có chế độ búa đó là anh em bắn luôn Tại vì cái này nó rất là cứng cáp Cái này sử dụng chuẩn dài, chuẩn nhật Anh em nào sàn hàng Mỹ thì về cắt ngắn bớt một đoạn à, Chúng ta sẽ xài được ok thôi Nó cũng không có gì hết trơn hết Sắp tới thì mình sẽ nhập luôn cả cái chân này thì anh em mua cái chân này xong về anh em sẽ tự gắn thêm với những cái hãng khác cái chân này chúng ta gỡ ra được nha cái phần lục giác của chúng ta gỡ ra được nếu sau này chúng ta xài hư cái đầu này chúng ta gỡ cái phần này ra làm sao chúng ta mua một cái đầu khác chúng ta gắn vào chúng ta xài thôi biến cái máy bắt dít thành một cái máy khoan à, rất là nhanh chóng và dễ dàng ok sản phẩm này đang có sẵn tại store mộc và anh em có nhu cầu mua thì có thể lên website mình đặt hàng 192 173 gạch 4 hoặc là đến trực tiếp 234 Bình Thới phường 10 quận 11 phố Hồ Chí Minh tôi là Vinh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại